Chuyển sang phần tin quốc tế. Sau khi chính phủ Mỹ thông báo quyết định cung cấp hàng nghìn quả bom đạn chùm trong gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo động thái này của Washington có thể gây ra những hậu quả khó lường trong cuộc xung đột hiện nay ở quốc gia Đông Âu này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về quyết định của Mỹ và khẳng định ông mong muốn các bên tuân thủ các điều khoản của Công ước Liên Hợp Quốc về bom đạn chùm đã được hơn 100 quốc gia phê chuẩn hồi năm 2008. Theo đó, việc sử dụng bom đạn chùm bị cấm. Tuy nhiên, cả Mỹ và Ukraine đều không tham gia ký kết văn kiện này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định quyết định của Mỹ là hành động nhằm kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine và Moscow sẽ có các phản ứng thích hợp. Tây Ban Nha, Anh và Canada cùng ngày cũng lên tiếng phản đối động thái của Mỹ. Các chuyên gia dự đoán, bước đi của Mỹ sẽ còn vấp phải sự chỉ trích từ chính nội bộ nước này, cũng như các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU. Về phía Ukraine, Bộ Quốc phòng nước này nhấn mạnh sẽ theo dõi nghiêm ngặt quá trình sử dụng bom, đạn chùm được Mỹ cung cấp, cũng như trao đổi thông tin với các đối tác. Kiev cũng cam kết sẽ không sử dụng những vũ khí này vào các vùng lãnh thổ được chính thức công nhận của Nga.